Rồi Quang đây xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì Quang đây cũng xin chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Đây là 23 bé mèo. Người ta sắp sửa làm thịt đó cô chú. Thì bây giờ Quang đang quay lên thì cô coi cô chú nào thương thì giúp cho các bé ha. Ở đây có 23 bé là người ta bán ở đây là 120 1 kg. 13 bé là người ta bán 10 triệu cô chú. Sao con đó nè, rất là tội nghiệp luôn cô chú ơi. Đó mỗi người một ít đi, cô ít đồng nhiều cô chú ơi, cứu tụi con đi cô chú. Đó tội nghiệp lắm luôn. Kêu gì hả? Kêu gì? Mèo. Sao? Mèo. Đây là cô chú. Đó, người ta đang làm nè cô chú đó.